Kính chào các quý vị, các thầy và các bạn. Chào mừng quý vị, các thầy và các bạn đến với chương trình Sống Khỏe với bác sĩ Đỗ Nguyên Thiều, được phát trực tiếp trên kênh YouTube của tôi là Dr. Đỗ Nguyên Thiều Official trên YouTube Channel. Kính thưa quý vị, trong bài số 76 Diệt tế bào ung thư nhưng đừng diệt luôn tế bào gốc, đường link của bài này có kèm theo đây, tôi đã chia sẻ về thực phẩm chức năng Jeunesse Reserve vô cùng hữu ích với người bệnh ung thư. Sau đó tôi đã phân tích thành phần thứ nhất của nó trong bài số 77 Acai thần dược hỗ trợ điều trị ung thư. Hôm nay chúng ta phân tích thành phần thứ hai trong Jeunesse Reserve, đó là chiết xuất trái anh đào đen có tác dụng phòng ngừa ung thư. Anh đào đen tên tiếng Anh là Black Cherry, tên tiếng Pháp là Cerise Noire, tên tiếng Nga là Chernaya Vishnia hay là Cheresnia, còn tên tiếng Trung là Hay Diện Thọ, còn tên tiếng Nhật là Buraku Cherry. Anh đào đen được nhiều nhà khoa học gọi với tên vô cùng yêu ái, đó là siêu trái cây, bởi vì anh đào đen chứa rất nhiều dưỡng chất quý giá, không phải loại trái cây nào cũng có, đặc biệt là chất chống oxy hóa cực cao, bảo vệ cơ thể, phòng ngừa ung thư, hỗ trợ tim mạch. Anh đào đen thường mọc ở các vùng lạnh và ôn đới của Á, Âu và Bắc Mỹ, trong rừng cây lá kim và hỗn hợp ẩm ướt hoặc đầm lầy, thường hình thành một kiểu rừng đặc biệt ở Nga. Nó phân bố khắp vùng rừng taiga, thường là ở rừng lá kim và rừng bạch dương. Tên gọi Cherry trong tiếng Việt chúng ta rất dễ nhầm, là dùng để chỉ trái của loài cây Manpigia glabra, là một loài cây bụi hay là cây thân gỗ nhỏ, thường cao từ 2 đến 3 mét. Quả của nó cũng có hình dạng khá giống với quả anh đào đen đấy, nhưng không có họ hàng với nhau đâu. Loại anh đào đen nổi tiếng nhất có thể kể đến là giống Suriname Cherry. Anh đào Suriname là loài cây bụi cao tới 10 mét cơ, được trồng phổ biến ở Nam Mỹ, Brazil. Trong đông y, trái anh đào đen có tính ôn, vị ngọt. Nghiên cứu hiện đại cho biết giá trị dinh dưỡng trong 100 gram cherry anh đào đen ấy, có khoảng 63 kilocalo, 16 gram carbohydrate, 13 gram đường, 2 gram chất xơ thực phẩm, 0,2 gram chất béo, 1,1 gram chất đạm, 7 mg vitamin C và 0,4 mg sắt. Ngoài ra còn có một ít canxi, magie, phốt pho, kali,
folate, khác với trái anh đào thường, trong anh đào đen có chứa lượng lớn hoạt chất tác động tăng tế bào hồng cầu máu, nhờ đó thúc đẩy sự hô hấp của tế bào máu, giúp khả năng vận chuyển oxy từ phổi đến cơ thể hiệu quả hơn. Nó chứa chất chống oxy hóa tự nhiên, chứa hàm lượng sắt cao, giúp thúc đẩy tái sinh hồng cầu, hỗ trợ duy trì lượng cholesterol khỏe mạnh và chống viêm. Anh đào đen là loại anh đào hiếm có trên thế giới và gần như không được bán thương mại trên thế giới, chỉ phân bố rải rác ở một số nơi trên thế giới mà thôi. Ở Việt Nam chúng ta, giống anh đào đen này cũng được nhập khẩu và trồng nhiều ở các vùng như là ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Huế. Loại anh đào đen này chứa nhiều nước, vị chua ngọt và khá ngọt khi quả chín đen, có hương táo nhẹ, dễ chịu, có hàm lượng vitamin C và vitamin A cao. Quả anh đào đen có 8 khía. Đây chúng ta có thể là xem quả anh đào đen như thế này đây. Mỗi quả có từ 1 đến 3 hạt. Quả non thì màu xanh, chuyển dần sang đỏ, rồi tới chín đen. Đông y ghi nhận anh đào đen có tác dụng ích khí, tiêu phong thấp. Theo sách Điền Nam Bản Thảo, anh đào đen chữa mọi chứng bệnh hư, có tác dụng bổ nguyên khí, nhuận da, tóc. Ngân rượu uống chữa bệnh liệt nửa người, đau lưng, đau chân, tứ chi khó cử động do phong thấp. Dùng trong ăn sống, nấu canh hoặc ngâm rượu uống để uống đấy, hoặc là dùng ngoài da thì ngâm rượu để xoa hoặc giã ra rồi đắp lên cái vết mà chúng ta muốn đắp lên để mà chữa vết thương đấy. Việc sử dụng quả anh đào đen trong y học như một chất làm xe đối với các bệnh đường tiêu hóa khác nhau, chủ yếu là do hàm lượng tannin cao trong quả mọng. Nước sắc anh đào đen tươi cũng được sử dụng như một chất lợi tiểu, chống viêm và chống co thắt. Các chế phẩm của cây anh đào đen ngoài tác dụng làm xe như là quả anh đào đen đấy, còn có tác dụng hạ đường huyết như là chồi của cây anh đào đen. Chồi và lá làm giảm lượng đường trong máu và được sử dụng trong liệu pháp phức tạp để điều trị các giai đoạn ban đầu của bệnh đái tháo đường. Trong thực hành, sản phụ khoa, trái cây được sử dụng cho bệnh thiếu máu ở phụ nữ có thai. Hiệu quả điều trị của các chế phẩm anh đào đen thông thường là do phức hợp các chất có hoạt tính sinh học, trong đó nhóm dẫn đầu được coi là tannin cô đặc, galocatechin hoặc epicatechin, epigallocatechin lên đến 12%. Trong quả anh đào đen có chứa hơn 14 anthocyanin và các dẫn xuất của chúng, gồm có 3 o arabinosit hoặc là 3 o glycosit hoặc là 3 o galactosidic cyanidin, delphinidin, pituinidin, peonidin, manvidin, idanin, mirtilin và peonidin.
các flavonoid khác như rutin, hippirin, hiperoxit, quercetin, avicularin, isocarcetin, caempferon, vân vân. Rồi đường, glucose, fructose, sucrose. Axit hữu cơ như là citric, oxalic, malic, succinic, quinic, lactic. Rồi các vitamin như là axit ascorbic, rồi vitamin B2, rồi caroten, carotenoid, phenol là cái dẫn chất của chúng, rồi hydroquinone, aspergillosid hoặc là monotrepiosid, rồi axit phenol carboxylic như là caffeic, chlorogenic, gallic, cinnamic, ferulic và những chất khác. Và steroid, iridoid, axit béo, chất pectin, các nguyên tố đa lượng và vi lượng. Ở lá của cây anh đào đen ấy, thì chứa các chất tương tự như quả nhưng nhiều vitamin C hơn. Cũng có nhiều tannin ngưng tụ, chứa glycosid, neomyritin và myrtillin. Đó là các hợp chất phenol khác, arbutin, methylarbutin, saponin, triterpen, alkaloid, hydrocarbon, béo. Bây giờ chúng ta xem công dụng chữa bệnh của anh đào đen. Thì cái đầu tiên, anh đào đen giảm nguy cơ ung thư. Một số nghiên cứu khoa học hiện đại của nước ngoài ghi nhận chất nước màu đỏ sẫm của anh đào đen chứa khoảng 17 loại chất, trong đó có một thành phần chống oxy hóa rất mạnh có tên khoa học là anthocyanins, giúp cơ thể chống lại các rủi ro của bệnh ung thư, có tác dụng ngăn chặn các gốc tự do gây tổn thương tế bào và mô, làm giảm nguy cơ ung thư. Đấy, như trên tôi đã nói đấy, nó là cái chiết xuất thứ hai trong cái sản phẩm này, Jeunesse Receive đấy. Đó. Đấy. Nó thấy là nó là cái chế phẩm, cái thành phần chiết xuất thứ hai nằm trong cái reset. Tiếp theo là nó, cái thứ hai đấy, nó làm chậm quá trình lão hóa, tình trạng mất ngủ cũng sẽ được cải thiện, bởi trong anh đào đen có chứa melatonin làm cho giấc ngủ sâu và ngon hơn. Bên cạnh đó, anh đào đen rất tốt cho não bộ, làm tăng trí nhớ, bởi seri đen hay anh đào đen đấy chứa các chất chống oxy hóa anthocyanin. Nếu bạn đang cảm thấy thỉnh thoảng mình hay quên vặt, quả anh đào đen có thể giúp khắc phục khả năng mất trí nhớ rất hiệu quả, duy trì làn da căng mịn tươi trẻ, là liều thuốc trẻ hóa cho phụ nữ tuổi trung niên đấy.
một thử nghiệm của các nhà khoa học thuộc Đại học Rochester ở Mỹ đấy, bằng cách cho các tình nguyện viên uống nước nguyên chất từ anh đào đen, sau đó chuyển sang uống loại nước trái cây khác, tất cả đều vào buổi sáng và buổi tối trước khi đi ngủ. Kết quả cho thấy uống nước anh đào đen mang lại giấc ngủ ngon và lâu hơn. Theo giáo sư Infred Pigeon, người đứng đầu nhóm nghiên cứu, thì hiệu quả từ trái anh đào đen đối với giấc ngủ có thể do loại trái cây này có chứa lượng melatonin cao, một kích thích tố tự nhiên giúp điều hòa chu kỳ giấc ngủ. Cái tác dụng thứ ba đó là hỗ trợ tăng cường thị lực. Hàm lượng vitamin A có trong anh đào đen nhiều hơn khoảng 20 lần so với dâu tây hay là việt quất. Cùng một số khoáng chất hỗ trợ tăng cường thị lực, giảm nguy cơ mù lòa. Tác dụng thứ tư của nó là tốt cho người tiểu đường. Với những người bị tiểu đường, quả anh đào đen rất hữu dụng, giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường bởi chất anthocyanin, làm tăng khả năng sản sinh insulin. Tác dụng thứ năm, giảm cholesterol, giảm nguy cơ xơ vữa động mạch, từ đó hạn chế đau tim, đột quỵ hiệu quả. Anh đào đen còn có thể giúp giảm tình trạng cao huyết áp, tim mạch, đồng thời giúp loại bỏ được mức độ cholesterol xấu trong cơ thể và tốt cho sức khỏe tổng thể. Tác dụng thứ sáu, giảm đau sưng, kháng viêm. Một trong những tác dụng không thể không nhắc tới của anh đào đen đó là khả năng kháng viêm mạnh mẽ. Những bệnh nhân bị viêm khớp hay các vận động viên, nếu uống nước trái cây anh đào đen pha loãng 3 lần trong một ngày thì tình trạng sức khỏe sẽ được cải thiện một cách đáng kể. Nghiên cứu của trường đại học Oregon ở Mỹ ấy, còn nhận thấy những tình nguyện viên uống nước ép từ trái anh đào đen trước khi tham gia cuộc chạy đua tiếp sức đã giảm được 23% nguy cơ đau cơ bắp so với những người không uống. Sau khi phân tích, nhóm nghiên cứu nhận thấy nước anh đào đen có chứa hàm lượng cao flavonoid, một hợp chất có đặc tính chống viêm sưng, đồng thời giúp giảm cơn đau. Ngoài ra, một số nghiên cứu của các nhà khoa học ở Úc, Ấn Độ, Anh ghi nhận anh đào đen có hàm lượng chất quercetin khá cao. 200 gram anh đào đen chứa khoảng 3 mg quercetin đấy, là một hợp chất chống viêm nhiễm và chống dị ứng tự nhiên. Tác dụng thứ bảy, anh đào đen cũng được chứng minh có tác dụng giảm axit uric trong máu, hỗ trợ điều trị bệnh gút, giúp bệnh nhân bị gút giảm các cơn đau, vận động đi lại dễ dàng hơn. Nghiên cứu của Đại học Y khoa Boston ở Mỹ đấy, thực hiện trên 633 bệnh nhân gút cho thấy nếu bệnh nhân ăn khoảng 20 trái anh đào đen trong 2 ngày trước khi xảy ra cơn đau thứ nhất thì giảm được 50% nguy cơ bị những cơn đau tiếp theo. Nếu sử dụng những sản phẩm chiết xuất từ anh đào đen thì giảm được 40% nguy cơ này. Kết quả này có thể do tác dụng chống oxy hóa của chất anthocyanins trong anh đào đen. Chất chống oxy hóa cực cao trong anh đào đen giúp bảo vệ tế bào tốt hơn, tránh bị viêm nhiễm, hỗ trợ miễn dịch. Cảm ơn các quý vị, các thầy, các bạn đã theo dõi buổi livestream này. Xin chào tạm biệt.